Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành quyết định số 473 công nhận huyện Duy Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Duy Xuyên có 11 xã tham gia chương trình nông thôn mới, trừ thị trấn Nam Phước và hai xã Duy Nghĩa, Duy Hải phát triển theo hướng đô thị. Giai đoạn 2011-2020, Duy Xuyên đầu tư hơn 2.817 tỷ đồng xây dựng huyện nông thôn mới. Trong đó, ngân sách nhà nước 1.452,5 tỷ đồng, doanh nghiệp và hợp tác xã hỗ trợ 597,8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp quy ra giá trị 310,8 tỷ đồng, còn lại huy động các nguồn lực khác. Sau khi đạt chuẩn, các xã ở Duy Xuyên tiếp tục quan tâm đầu tư nhằm duy trì và nâng cao chất lượng bộ 19 tiêu chí. Và đến nay, toàn huyện đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm Duy Hòa, Duy Trinh, Duy Phước. Theo thống kê, năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của Duy Xuyên đạt 43,39 triệu đồng, tăng 17,6 triệu đồng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,78%, giảm 10,74% so với cách đây 10 năm. Đoàn công tác của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên vừa đến thăm và làm việc tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa kết nghĩa. Tại đây, đại diện lãnh đạo huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa thông tin khái quát với đoàn về tình hình kinh tế xã hội thời gian qua. Theo đó, năm 2021, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 12.680,6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,02%. Tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế, nông lâm thủy sản 6,04%, công nghiệp xây dựng 23,42%, dịch vụ 11,99%. Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,8 triệu đồng trên người trên năm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh luôn được đảm bảo. Nhân chuyến thăm và làm việc tại huyện Nông Cống, đoàn công tác của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Được biết, trải qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, huyện Nông Cống có 3.688 liệt sĩ, hơn 2.000 thương binh bệnh binh. Ngay sau lễ đặt vòng hoa dâng hương các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác của huyện Duy Xuyên đã đến thăm và có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo xã Tế Nông, Tân Khang, Trường Sơn, huyện Nông Cống, xoay quanh nội dung về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, cùng với chia sẻ cách làm hay trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực sự phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện mô hình. Nhân dịp này, huyện Duy Xuyên trao tặng mỗi địa phương 20 triệu đồng góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Cũng trong thời gian này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức trực tuyến lễ công bố các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Tham dự về phía điểm cầu huyện Nông Cống có đại diện lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên, đơn vị kết nghĩa. Năm 2010, khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Nông Cống gặp không ít khó khăn. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 11,75 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đạt hơn 21%, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng như sản xuất sinh hoạt của nhân dân. Đến năm 2020, 28 trên 28 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, huyện hoàn thành 9 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,28%, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,81 triệu đồng trên người trên năm. Qua khảo sát, tỷ lệ người dân hài lòng về xây dựng nông thôn mới chiếm 99,1%. Dịp này, huyện Duy Xuyên hỗ trợ 3 tỷ đồng để huyện Nông Cống đầu tư nâng cấp sửa chữa, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Nhân kỷ niệm 47 năm, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022. Mới đây, tại thôn An Lạc, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, diễn ra lễ dâng hương tưởng nhớ 77 cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh huyện Duy Xuyên. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Ban An ninh, nay là Công an huyện Duy Xuyên, đã đấu tranh làm thất bại âm mưu các hoạt động của thế lực phản động, phá Tề trừ Giang, tấn công tiêu diệt địch, trừng trị bọn Việt Giang, ác ôn, đấu tranh chống lại âm mưu hoạt động chiến tranh tâm lý, chiến tranh gián điệp, đánh bại kế hoạch dồn dân bình định, đánh bại chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ, âm mưu thủ đoạn Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ. Tiêu biểu là cuộc tiến công
vào căn cứ Vân Quật tiêu diệt 500 tên địch, bắt sống 180 tên, hay việc tiêu diệt tên ác ôn Đoàn X tại khu vực cầu Trị Yên, thị trấn Nam Phước đã gây tiếng vang lớn, làm cho địch hoang mang khiếp sợ. Tổng kết thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng an ninh huyện Duy Xuyên tổ chức 454 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt hơn 1.500 tên địch. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Ban an ninh huyện Duy Xuyên được thưởng cờ đơn vị quyết tử khá nhất, tuổi trẻ anh hùng bảo vệ tổ quốc, nhiều huân huy chương, bằng khen cho tập thể cá nhân. Đội trinh sát vũ trang được tặng thưởng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1978. Ban an ninh huyện Duy Xuyên được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2015. Nhân dịp này, gia đình ông Mai Năm, thôn An Lạc, xã Duy Thành trao tặng 7 suất quà cho gia đình cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh huyện Duy Xuyên với tổng giá trị gần 20 triệu đồng. Suốt 2 tuần qua, nông dân trên địa bàn huyện Duy Xuyên khẩn trương thu hoạch vụ lúa đông xuân 2021-2022. Vụ lúa đông xuân năm nay, nông dân trên địa bàn 14 xã thị trấn của huyện Duy Xuyên sản xuất 3.520 ha lúa. Do rất nhiều ruộng lúa bị ảnh hưởng nặng trong đợt mưa to gió mạnh bất thường xảy ra cách đây gần một tháng, nên vụ này Duy Xuyên không được mùa như những vụ đông xuân trước. Ước tính năng suất lúa bình quân toàn huyện chỉ đạt 53-55 tạ trên hecta, giảm từ 8-10 tạ trên hecta so với đông xuân 2020-2021. Nông dân trên địa bàn huyện Duy Xuyên huy động hơn 80 chiếc máy gặt đập liên hợp tham gia thu hoạch lúa và chuẩn bị các điều kiện cần thiết bắt tay vào vụ sản xuất hè thu 2022. Mới đây, tại sân trung tâm thể thao huyện Duy Xuyên, Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên tổ chức khai mạc giải bóng đá nam thanh niên 11 người trên cúp An Dương năm 2022. Tham dự giải có 14 đội bóng nam của 14 xã, thị trấn được chia làm 4 bảng, thi đấu 25 trận theo thể thức vòng tròn tính điểm, đi đến tứ kết, bán kết và chung kết. Dự kiến giải sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Đây là hoạt động kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng quê hương 30 tháng 4. Chào mừng lễ công bố quyết định công nhận huyện Duy Xuyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới 2020 và tuyển chọn đội tuyển tham gia giải bóng đá nam 11 người trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ 9 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Duy Xuyên đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Xác định giao thông có vai trò đi trước mở đường, cùng với nguồn ngân sách nhà nước, huyện Duy Xuyên đã đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời rà soát đánh giá hiện trạng, bổ sung định hướng quy hoạch phát triển giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn mới. Thực tế đến nay, trên địa bàn huyện có nhiều công trình hạ tầng giao thông tạo động lực cho kinh tế phát triển như cầu Hòa Tân, cầu Cửa Đại, tuyến đường Võ Chí Công nối dài ở vùng Đông. Trong khi đó, ở phía tây huyện Duy Xuyên, nhiều công trình kết nối giao thông liên vùng rộng lớn đã hoàn thành, đó là các dự án nâng cấp mở rộng tuyến DT610, cầu Giao Thủy cùng với hàng loạt tuyến đường DX. Những cái hạ tầng giao thông đó là hạ tầng huyết mạch kết nối liên vùng, phục vụ sự phát triển của huyện nhà trong những năm qua là rất lớn, đặc biệt là hệ thống hạ tầng giao thông trên các tuyến đường hoặc trên đường huyện đã được đầu tư đồng bộ các mặt cắt theo quy hoạch rộng khoan tròn, góp phần vào cái lưu thông hoàn hóa, phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, kiên cố hóa giao thông nông thôn, mặt đường DH là điểm sáng trong bức tranh cải thiện hạ tầng giao thông của địa phương. Ngoài sử dụng vốn theo đề án tỉnh duyệt, huyện linh hoạt lồng ghép các nguồn lực khác để mở rộng mặt cắt tuyến đường DH lên 11,5m hoặc 13,5m theo đúng quy định. Theo thống kê, trong 5 năm qua, Duy Xuyên đã kiên cố hóa 67 km giao thông nông thôn, 31,6 km đường DH, 50,3 km đường DX, với tổng vốn đầu tư 398 tỷ đồng. Một điều đáng ghi nhận là trong quá trình triển khai thi công các công trình hạ tầng, nhân dân Duy Xuyên tự nguyện hiến 334.722 m² đất, 249.140 ngày công, di dời 7.600 tường rào cổng ngõ, nhà kiên cố,
để tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án. Chúng tôi tự tháo dỡ tất cả các mặt kiến trúc như đường hầm rò, cổng ngõ rồi các thứ để là tự làm trở lại để cho cái đường phố nó khang trang và có to đẹp hơn. Và từ ngày có cái chủ trương này thì tôi thấy là nhân dân ở trong này là nó rất phấn khởi và tin tưởng vào cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Giai đoạn 2021-2025, huyện Duy Xuyên xác định tiếp tục nâng cấp phát triển các trục giao thông chủ yếu Đông Tây và trục Bắc Nam, nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, các tuyến đường DX, DH theo quy hoạch, phối hợp với các ngành liên quan đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ 14H. Ngoài ra khẩn trương hoàn thành tuyến đường tránh trung tâm thị trấn Nam Phước, kết hợp tránh lũ từ quốc lộ 1A lên xã Duy Trung, gắn với tiếp tục xúc tiến các dự án nối tuyến tránh này đi xã Duy Hải, lên các xã Duy Phú, Duy Thu. Phát triển cái cáo hạ tầng thì chúng tôi định hướng là tiếp tục và là đầu tư là đường tránh lũ cái hợp với quốc phàm đi là từ là quốc lộ 1A lên Kim Lâm. Thứ hai nữa là từ quốc lộ 1A đi cầu Cửa Đại, đồng thời là kết nối vùng là sẽ xin đầu tư cầu là Phú Thuận để nối với Đại Lộc phát triển kinh tế vùng Tây, liên thông một số cầu, kể cả nâng cấp những cái cầu đã có hiện nay là cũng chưa đảm bảo được với những tệ trạng lớn, ví dụ như cầu Cẩm Kim, rồi cầu là qua Tân Tai để kết nối với một số cái vùng của Quế Sơn, tạo được vô thương và cái trục kết nối giữa trục Bắc Nam và Đông Tai của huyện trong thời gian đến, làm cơ sở tạo tiền đề để cho là đến năm 2025 là phấn đấu Duy Xuyên là phấn đấu lên thị xã theo cái nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ Duy Xuyên lần thứ 21 đã đề ra. Có thể nói, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng đã và đang triển khai thi công, góp phần quan trọng trong việc khớp nối, hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng, đẩy mạnh liên kết vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, diện mạo nông thôn ngày thêm khởi sắc, trở thành nền tảng quan trọng để Duy Xuyên vươn lên trở thành thị xã sau năm 2025. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình Duy Xuyên số tháng 5 năm 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Xin kính chào tạm biệt.